Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 15 phút của chương trình Sống khỏe mỗi ngày. Thưa quý vị, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay gọi tắt là COPD là một dạng bệnh lý tắc nghẽn thông khí phổi được định tính là sự suy giảm thông khí mãn tính. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có những triệu chứng dễ nhầm lẫn với những bệnh hô hấp thông thường và để lại những biến chứng nguy hiểm có thể gây suy hô hấp và tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Và chương trình ngày hôm nay thì sẽ cung cấp đến cho quý vị những thông tin chính xác, bổ ích giúp quý vị phòng tránh và điều trị đúng cách căn bệnh này. Và chuyên gia đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ nội trú Hà Ngọc Thủy, khoa nội hô hấp tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Vâng, xin chào anh Tuấn Việt, xin chào các vị khán giả của chương trình Sống khỏe mỗi ngày. Vâng ạ. Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện cùng với chuyên gia của chương trình thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn ngay sau đây. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba trên thế giới, chỉ sau tim mạch và ung thư. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một bệnh lý xảy ra ở phổi, đặc trưng bởi tình trạng tắc nghẽn mãn tính của luồng khí đi qua phổi, gây cản trở quá trình hô hấp bình thường và không thể phục hồi hoàn toàn. Nguyên nhân hàng đầu của COPD là do tiếp xúc với khói thuốc lá, gây ra 3 trên 4 trường hợp mắc bệnh. Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm tiếp xúc với ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời, bụi và khói phát sinh trong quá trình sản xuất. COPD là bệnh lý không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có nhiều phương pháp để điều trị, phòng ngừa bệnh, từ đó làm giảm các triệu chứng của bệnh, đẩy lùi, làm chậm sự phát triển của bệnh, ngăn ngừa biến chứng. À, vâng, xin chào bác sĩ nội trú Hà Ngọc Thủy ạ. Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. À, vâng, bác sĩ có thể khái quát ngắn gọn nhất về cái đặc trưng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là như thế nào được không? Vâng, thưa anh Tuấn Việt, thưa quý vị khán giả của chương trình Sống khỏe mỗi ngày, rất ít người trong chúng ta biết đến khái niệm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì tuy nhiên thì theo dự báo vào năm nay thì đây là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba trên toàn cầu, chỉ sau các bệnh lý về tim mạch và tai biến mạch máu não. Thì đây là một bệnh lý mãn tính của phổi với các biểu hiện là ho khạc đờm kéo dài, có các cơn khò khè, khó thở và tăng dần. Và đây là một bệnh lý rất là nguy hiểm. Vì vậy và cho đến nay thì cũng chưa có một biện pháp điều trị triệt để nào. Vậy thì những cái đối tượng nào thì thường là dễ mắc cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này thưa bác sĩ? Thì có rất nhiều các yếu tố nguy cơ gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Có thể kể đến đó là về thay đổi môi trường sống, ô nhiễm môi trường, yếu tố liên quan đến gen, cơ địa, dị ứng, rồi một số bệnh nhân mà có tiếp xúc với nghề nghiệp hoặc là khói bụi độc hại, và đặc biệt là không thể không kể đến đó là tình trạng hút thuốc lá, thuốc lào. Đây là nguyên nhân mà gây phổ biến nhất gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Vâng. Như tôi được biết thì là người cao tuổi thì là đối tượng bệnh phổ biến nhất đối với cái căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này. Thì tại sao lại dẫn đến cái tình trạng này ạ? Vâng, đúng là như vậy. Trước đây thì chúng tôi gặp rất nhiều các bệnh nhân cao tuổi được chẩn đoán bệnh lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đó là do nguyên nhân là khi bệnh nhân hút thuốc lá trong vòng nhiều năm thì dẫn đến cái chức năng phổi ngày càng xấu đi. Tuy vậy là hiện nay chúng tôi cũng gặp rất nhiều các bệnh nhân trẻ tuổi được chẩn đoán là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bởi vì cái xu hướng hút thuốc ngày càng tăng lên mà độ tuổi ngày càng trẻ hóa. Một điều nữa đó là cái nền y tế phát triển thì chúng ta chẩn đoán bệnh ngày càng sớm hơn. Vâng. Vậy thì nó có những cái biểu hiện đặc thù nào để chúng ta có thể nhận biết được những cái triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này không? Vâng, thưa anh Tuấn Việt, thưa quý khán giả. Có rất nhiều triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì mỗi cái triệu chứng về hô hấp thì nó có các cái đặc thù riêng để chẩn đoán bệnh lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đó là biểu hiện ho khạc đờm kéo dài trong nhiều tháng, nhiều năm. Thứ hai là có bệnh nhân có các cơn khó thở, khò khè, và nhất là khi thay đổi thời tiết, nhất là vào ban đêm, và nhất là khi bệnh nhân tiếp xúc các cái khói bụi rồi thuốc lá, thuốc lào. Và cái cơn khó thở này thì giảm triệu chứng rất là nhanh khi mà bệnh nhân dùng các cái thuốc giãn phế quản. Thì ngoài ra thì trong các cái đợt bội nhiễm thì bệnh nhân có thể là ho khạc đờm số lượng nhiều hơn, đờm thành đờm mủ, bệnh nhân có thể sốt cao, và ngoài kia khi bệnh nhân đến với chúng tôi trong tình trạng muộn thì bệnh nhân có thể có các cái triệu chứng của biến chứng, ví dụ như là phù, suy tim, rồi tràn khí màng phổi. Có thể nói là căn bệnh này thì nó cũng liên quan là bệnh đường hô hấp, thì không biết là căn bệnh này nó có lây hay không ạ, và nó có dễ tái phát không, cũng như là cái cách điều trị làm sao để có thể đạt hiệu quả nhất ạ, thưa bác sĩ. Vâng, thưa anh Tuấn Việt, thưa quý khán giả. Thì mặc dù là bệnh lý rất là nguy hiểm, tuy nhiên là rất là may mắn đây là một bệnh lý không lây nhiễm và chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được dựa vào mình từ bỏ các cái loại bỏ các yếu tố nguy cơ gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì có thể nói thì mình có thể chia ra điều trị được bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính làm hai giai đoạn, đó là giai đoạn đợt cấp và giai đoạn ổn định. Thì trong giai đoạn này tùy từng mức độ của bệnh thì chúng ta có thể dùng kháng sinh nếu mà có biểu hiện bội nhiễm, thứ hai là dùng các thuốc chống viêm, giãn phế quản. Một số bệnh nhân nặng hơn thì có thể cần các biện pháp hỗ trợ về thông khí, ví dụ như thở máy, thở oxy.
Thế còn giai đoạn ổn định là khi các triệu chứng mà đã giảm và bệnh nhân cần dùng các cái thuốc dự phòng ở nhà. Thì đây chính là cái giai đoạn mà bệnh nhân thường chủ quan nhất, khi các triệu chứng đã giảm và bệnh nhân thường chủ quan là không dùng thuốc. Thì chính vì vậy là các cái đợt cấp sẽ xuất hiện trở lại, và khi mà người ta nghiên cứu thấy rằng là cái đợt cấp ngày càng nhiều ấy thì cái chức năng phổi ngày càng xấu đi và tệ hơn. Dạ, vâng ạ. À, vâng, thưa quý vị, trước khi chúng ta bàn sâu hơn về cách điều trị của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây. Thời tiết thay đổi, đặc biệt về mùa đông, các bệnh về phổi thường gia tăng, trong đó có bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Tại khoa nội hô hấp tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, mỗi tháng tiếp nhận khoảng 150 bệnh nhân mắc các bệnh về phổi. Trong đó, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD chiếm tỷ lệ cao. Bệnh nhân đến điều trị đa phần là những người có tuổi, những đối tượng có sức đề kháng yếu, chịu sự tác động của khói thuốc lá và tiền sử bệnh hen. Thường thì bệnh nhân đến viện trong tình trạng là khó thở mức độ trung bình. Họ ở nhà cũng có duy trì thuốc, có khám định kỳ, thế nhưng mà khi thời tiết thay đổi, cái đợt cấp này nó lên bất thường nên bệnh nhân nhập viện trong tình trạng là đã là khó thở mức độ trung bình rồi. Bệnh nhân này năm nay 75 tuổi, tiền sử hút thuốc lá thời gian dài và bị viêm phổi từ cách đây khoảng 5 năm, thuộc danh sách bệnh nhân thăm khám định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thời gian gần đây khi bệnh tái phát nhưng điều trị tại nhà không đỡ, bệnh nhân đã vào viện điều trị. Nó khó thở, cơn thở cấp nó gấp lên, nên là bắt đầu không thở được. Cái này bình thường, nó rất bình thường, vận động bình thường. Nó quá sức với cái này bị, ôi, thời tiết thay đổi thì phức tạp lắm. Nhưng mà chiều hôm nay mùa đông, bắc này, sáng biết rồi. Thực tế cho thấy, không chỉ tình trạng số lượng bệnh nhân gia tăng, mà có nhiều người vẫn chưa nắm được các thông tin về căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này. Là bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể được điều trị ổn định. Vì vậy, đối với quá trình điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, một điểm đặc biệt quan trọng và cần chú ý đó là việc duy trì theo dõi sức khỏe thường xuyên. Giữ ấm vùng cổ là cái ưu tiên hàng đầu. Tiếp theo là tiêm phòng những cái cúm. Thường là những cái cúm mùa thì nên tiêm là một lần một năm vào những cái tháng 10 và đầu xuân, hoặc thời điểm này tiêm cũng được. Sau đó là cái chế độ dinh dưỡng của bệnh nhân, phải ăn tăng cường dinh dưỡng, nhất là cái chất đạm. Những bệnh nhân COPD thì cơ thể bệnh nhân thiếu chất đạm, rồi đến là những cái cơ hô hấp của bệnh nhân là khá là yếu, nên bệnh nhân phải ăn tưởng chất đạm như là thịt, trứng, nên là sữa, những cái sữa mà giàu protein ấy. Đấy, hoặc là những cái sữa thủy phân sẵn để tăng cái khả năng hấp thụ của bệnh nhân, thì bệnh nhân nên ăn nhiều những cái thực phẩm như thế. À, vâng thưa bác sĩ ạ, rất là nhiều những cái căn bệnh khi mà chúng ta có một cái thói quen đó là khi mà mắc bệnh hay là khi chúng ta cảm cúm hay là đau đầu thì cho thường là tự mua thuốc về để chúng ta điều trị. Vậy thì đối với cả bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này thì cũng có rất là nhiều người tự sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị, thì điều này nó có để lại những cái hậu quả xấu nào hay không? Vâng, đúng là như vậy. Thì kháng sinh được chỉ định trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khi mà có biểu hiện bội nhiễm. Thì chính vì vậy nếu chúng ta dùng kháng sinh không đúng chỉ định thì không những gây lãng phí, không có hiệu quả, mà chúng ta vô hình chung là chúng ta làm cho cái tình trạng vi khuẩn kháng thuốc nhiều hơn và gây khó khăn cho chính điều trị cho bệnh nhân sau này. Vì vậy là mong rằng là tất cả những ai mà đã được chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta nên tuân thủ điều trị của bác sĩ và chỉ dùng kháng sinh khi mà có chỉ định của bác sĩ. Vâng. Tức là chúng ta phải khám và bác sĩ phải có chỉ định sử dụng kháng sinh thế nào thì nó mới phù hợp với căn bệnh, đúng không ạ? Và vì căn bệnh này nó bản thân nó tên là phổi tắc nghẽn mãn tính thì có nghĩa là chúng ta phải sống chung với bệnh này, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có những cái phương pháp nào để phòng ngừa và để tránh được khi mà để không mắc phải căn bệnh này hay không, thưa bác sĩ? Vâng. Dù là bệnh lý mãn tính nhưng mà chúng ta đã có các cái thuốc dự phòng. Thì chính vì vậy nếu chúng ta tuân thủ điều trị, dùng các cái thuốc dự phòng đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ thì chúng ta hoàn toàn có thể chung sống hòa bình với căn bệnh này, giống như các cái bệnh lý mãn tính khác, ví dụ như tăng huyết áp và đái tháo đường. Thế thì vì có nhiều yếu tố nguy cơ như tôi đã nói ở trên đấy, thì cái phương pháp phòng tránh tốt nhất đó là chúng ta loại bỏ các yếu tố nguy cơ đó, đó là không hút thuốc lá, thuốc lào, tránh các cái môi trường độc hại, bụi hóa chất, và có một môi trường sống lành mạnh, trong lành, nhiều cây xanh. Vâng. Vậy thì bác sĩ có thể đưa ra một số những cái lời khuyên dành cho khán giả để chúng ta có thể phòng tránh, cũng như là đối với những cái bệnh nhân mà đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính rồi thì họ sẽ cần phải làm gì để có thể áp dụng cái phương pháp phác đồ điều trị của bác sĩ một cách hiệu quả nhất ạ? Ví dụ như là về thói quen sống thì chúng ta phải thay đổi như thế nào, cũng như là những cái ăn uống về dinh dưỡng hay là về tập luyện sinh hoạt hàng ngày chúng ta có cần phải thay đổi gì hay không? Vâng, qua chương trình hôm nay thì tôi mong rằng là những ai mà đã có các triệu chứng về hô hấp
kèm theo có các yếu tố nguy cơ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Khi mà có các triệu chứng về hô hấp thì nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa được thăm khám và làm các xét nghiệm để chẩn đoán bệnh sớm nhất. Nên ngoài ra thì những cái bệnh nhân mà đã được chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì sau cái giai đoạn đợt cấp điều trị ở bệnh viện, khi mà bệnh nhân về nhà nó ổn định hơn thì cần dùng các cái thuốc dự phòng. Thì trong cái giai đoạn duy trì ổn định ở nhà thì bệnh nhân cần dùng các cái thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài. Đây là các cái thuốc dạng phun hoặc là dạng hít có tác dụng tại chỗ tại niêm mạc đường hô hấp. Chính vì vậy các cái thuốc này rất là an toàn và ít tác dụng phụ. Tuy nhiên hiệu quả nó rất là cao. Và chính vì là dùng các cái thuốc dự phòng này thì bệnh nhân sẽ hạn chế được các cái đợt cấp. Và khi các cái đợt cấp mà xuất hiện càng ngày càng dày ấy, thì cái chức năng phổi nó càng ngày càng xấu đi và bệnh nhân sẽ càng ngày càng có nhiều đợt cấp hơn. Một điều nữa đó là tôi muốn nói đến cái chuyện thở oxy. Thì oxy không phải là để chữa khó thở, vì vậy là bệnh nhân có chỉ định thở oxy theo chỉ định chuyên môn của bác sĩ. Khi mà mình có các cái phương tiện đo máy móc và khi bệnh nhân thiếu oxy chúng ta cần thở oxy. Nhưng nếu mà bệnh nhân dùng oxy một cách không đúng chỉ định có thể gây ra quá liều oxy và gây ngộ độc, thậm chí gây ra hôn mê. Vâng, hy vọng rằng là với những cái thông tin và lời khuyên của bác sĩ Hà Ngọc Thủy vừa đưa ra trong chương trình ngày hôm nay thì sẽ giúp quý vị có những hiểu biết rõ hơn cũng như là phòng tránh được bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Thủy đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn anh Tuấn Việt và xin cảm ơn quý khán giả đã chú ý theo dõi chương trình. Vâng ạ, và tiếp nối chương trình sẽ là một bí quyết sống khỏe.